mến, như Thảo My đã giới thiệu, để giúp quý vị và các bạn có thể hình dung rõ hơn về đất nước này, ngay sau đây Thảo My xin gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh từ chuyến đi của mình. Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với khí hậu dễ chịu, phong cảnh đẹp lãng mạn. Mỗi mùa, Hàn Quốc đẹp theo một cách riêng. Sau 4 tiếng nhẹ nhàng lướt bay trên chuyến bay thành phố Hồ Chí Minh Seoul, hiện tại đoàn chúng tôi đang có mặt tại thành phố Seoul, một trong những thành phố hiện đại và là thủ đô của Hàn Quốc với những tòa nhà chọc chơi, những shop thời trang sang trọng và rất nhiều điểm đến nổi tiếng. Hành trình khám phá những miền đất mới của chương trình Đi và Đến được đồng hành bởi công ty du lịch Việt, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thật ấn tượng khi đến với quốc gia này. Là điểm đến hấp dẫn tại châu Á, thu hút du khách bởi nét đẹp truyền thống, hòa quyện với sự phát triển hiện đại. Đi du lịch Hàn Quốc đến với Seoul, du khách sẽ được trải nghiệm cả văn hóa truyền thống Hàn Quốc với những xu hướng đi đầu các trào lưu hiện đại trên thế giới. Địa điểm số 1 không thể bỏ qua để du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc đó là cung điện Hoàng gia Gyeongbuk Cung hay còn gọi là cung Cảnh Phúc. Tọa lạc ngay tại trung tâm thủ đô Seoul, Gyeongbuk Cung được xem là cung điện lớn nhất trong quần thể Ngũ Cung, đại diện cho sự uy nghiêm và thống trị của triều đại Joseon. Khi vào tham quan, du khách sẽ thấy Gyeongbuk Cung không có đường nét chạm khắc công phu như Tử Cấm Thành hay sử dụng nhiều màu sắc. Cung điện chỉ có 5 màu cơ bản là xanh, trắng, đen, đỏ, vàng, kết hợp với lối kiến trúc đơn giản, hòa hợp cùng khung cảnh thiên nhiên nên vẫn tạo được sự hùng mạnh, uy quyền của hoàng đế. Điều này khiến nhiều du khách khá bất ngờ trước vẻ đẹp của Gyeongbuk Cung. Đất nước Hàn Quốc này thì so sánh với Việt Nam mình thì là rất là tiến bộ và có những cái vượt lên trên các quốc gia khác rất nhiều. Tuy nhiên là về phong tục của người Hàn á, thì chúng tôi cũng thấy là nó còn nhiều cái gò bó. Nhưng về cái xã giao cũng như là về những cái thông tin mà chúng tôi nắm bắt được từ hướng dẫn viên thì chúng tôi thấy là đất nước Hàn Quốc này rất là đẹp và triển vọng rất là cao. Chúng tôi hy vọng là Việt Nam mình cũng sẽ phát triển như vậy. Trong suốt chiều dài lịch sử đầy biến động của mình, Gyeongbuk Cung đã nhiều lần bị phá hủy trong các cuộc chiến tranh xâm lược và thuộc địa của Nhật Bản. Mãi đến năm 1990, cung điện mới bắt đầu được khôi phục và sửa chữa dần cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, du khách đến thăm sẽ thấy một công trình đã được ra sức trùng tu công phu nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp ban đầu của nó. Không chỉ có phần kiến trúc cung điện đẹp lộng lẫy, mà toàn bộ khu vực sân vườn xung quanh điện cũng được chăm chút từng chút một. Mọi cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, mang đậm phong cách Hàn Quốc. Tôi đến với du lịch Việt qua đến Hàn Quốc rất là vui, rất là thoải mái. Mình đi đó là nói chung là rất là hài lòng về mọi mặt luôn. Thậm chí những nơi mà thắng cảnh rồi mình xem rất là hay, rất là đẹp. Phong cảnh ở đây thì mỗi ngày đi với lại là thức ăn và phòng ở, nói chung là tất cả nó cũng đều là tốt. Hàn Quốc rất là đẹp và có nhiều món ăn ngon, độc đáo, lạ. Con thấy là người Hàn Quốc vẫn giữ được những cái nét truyền thống và con cảm thấy rất là thích. Và những cái ngày này thì con thích nhất là được đi làm kim chi và được mặc hanbok, rất là thú vị, yêu chụp hình nữa. Có được trải nghiệm với cái tour du lịch Việt này thì hướng dẫn viên rất là tốt và giúp con biết được nhiều điều hơn. Hiện nay Gyeongbuk Cung là một trong những địa chỉ văn hóa luôn hấp dẫn du khách, một phần vì cung điện thể hiện nét văn hóa đặc trưng trong kiến trúc, nghi lễ hoàng gia của người dân ở Hàn Quốc. Hàng ngày, nơi đây còn thường xuyên diễn ra những nghi thức thu hút du khách, trong đó không thể không nhắc đến nghi lễ đổi gác của cảnh vệ hoàng gia. Nghi lễ đổi gác được thực hiện hàng ngày. Trong phiên đổi gác, các cận vệ mặc trang phục truyền thống của thời Joseon, sắc mặt uy nghi, thực hiện các nghi thức trong tiếng trống. Du khách có thể thoải mái xem nghi lễ, nhưng nhớ không làm ảnh hưởng đến đội hình di chuyển của đội cảnh vệ. Năm nào tôi cũng cứ cho các con tôi đi du lịch, tìm hiểu văn hóa Đông rồi Tây hoặc là tới các nước mà tiên tiến. Đặc biệt là các cháu nó rất là
thích. Mình đã biết Hàn Quốc qua sách vở và qua báo chí với lại lời kể của cha mẹ mình ngày xưa về đất nước Hàn. Thì mình cũng muốn là tìm hiểu thử cái văn hóa của họ như thế nào. Nó có phù hợp với lại, nó có giống như là những cái văn hóa đông phương mà mình đã từng đi được hay không. Do đó nên tôi rất là bất ngờ khi mà Hàn Quốc ngày xưa mình nghe là họ không có tiến bộ bằng Việt Nam, nhưng mà bây giờ thì so với lại bề mặt chung thì rõ ràng là Hàn Quốc nó đang là ở một cái tầm rất là cao. Nằm cách thành phố Seoul khoảng 2 giờ xe chạy, với phong cảnh tự nhiên, hữu tình, thơ mộng, đặc biệt còn được khán giả biết đến với những cảnh quay lãng mạn trong các bộ phim nổi tiếng, đảo Nami đang hiện là điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch đến tham quan mỗi năm. Đảo Nami là một hòn đảo nhân tạo, không phải là một kỳ quan thiên nhiên, nhưng điểm đến này luôn có một sự cuốn hút mạnh mẽ với khách du lịch vào tất cả các mùa trong năm. Trên diện tích rộng hơn 460.000 m², đảo Nami là một quần thể du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thực sự đi vào lòng du khách với đầy đủ các loại hình dịch vụ. Không quá ồn ào náo nhiệt, nhưng đủ vui để du khách trải nghiệm các môn thể thao ngoài trời hay thông dong thả bộ, tận hưởng không gian thiên nhiên thơ mộng dưới những hàng cây tỏa bóng mát. Dạ, bánh bao đậu đỏ này thì là đây là họ chỗ này họ giữ lại cái truyền thống của Hàn Quốc ngày xưa. Như ở nhà mình thì là làm bằng nhân thịt đúng không ạ? Như ở bên này thì họ làm bằng đậu đỏ này và đường này và trứng và bột gạo. Mình đến Hàn Quốc này từ năm 2004. Thì cuộc sống cũng rất là hạnh phúc và nhẹ nhàng thôi. Mình làm nhân viên của đảo Lambi này là cũng được 3 năm nay rồi. Mình ở đây ở vị trí này cũng rất là thú vị vì là gặp người Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Khi mà gặp được đồng hương ấy thì cảm thấy rất là ấm cúng và rất là vui vẻ, rất hạnh phúc. Khi mà mình một năm ấy có về cùng thăm quê hương và bố mẹ có một lần thôi. Nhưng mà thường thường là dạo này người Việt mình du lịch ở Hàn Quốc rất là đông á. Thế là hàng ngày được nhìn thấy và được trò chuyện với cả người Việt nên cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Nami không ô tô, không đường dây điện, du khách như lạc vào thế giới tự nhiên với những hàng ngưng hạnh cao hàng chục mét. Đặc biệt, hàng năm đảo Nami thu hút một lượng du khách đến tham quan. Đây cũng là điểm đến được nhiều cặp vợ chồng chọn là nơi cho kỳ nghỉ tuần trăng mật. Với vẻ đẹp tự nhiên được tạo nên từ bàn tay của con người, đảo Nami là bối cảnh chính cho bộ phim Bản tình ca mùa đông gây cơn sốt trên toàn châu Á. Bên cạnh đó, đảo Nami cũng đã được nhiều nhà sản xuất phim trên thế giới chọn làm bối cảnh để quay các bộ phim nổi tiếng. Trong đó có nhiều bộ phim do Thái Lan sản xuất đã thu hút được lượt người xem lên đến 15 triệu. Lãng mạn và quyến rũ, bình yên và tươi đẹp, đảo Nami hiện là điểm đến yêu thích của người dân xứ Hàn và những du khách quốc tế. Nằm cách thủ đô Seoul khoảng 60 phút đi bằng xe ô tô hoặc xe buýt, công viên giải trí Everland nằm ở Yeonggi, tỉnh Gyeonggi, là công viên chủ đề đầu tiên lớn nhất ở Hàn Quốc và được xếp vị trí thứ 8 trong danh sách 10 công viên giải trí thu hút đông khách du lịch đến tham quan nhất thế giới. Công viên Everland được chia làm 5 khu, gồm chợ toàn cầu, khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ, vùng đất huyền thoại, khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu châu Âu và vườn bách thú. Mỗi khu sẽ mang đến cho du khách những ấn tượng khác nhau. Là công viên theo chủ đề, vườn thú Safari World là một trong những chuyến du lịch không thể bỏ lỡ của du khách khi đến Hàn Quốc. Tham quan vườn thú, du khách sẽ được ngồi trên một chiếc xe buýt được thiết kế đặc biệt. Chuyến đi tham quan vườn thú sẽ kéo dài trong 30 phút vòng quanh vườn thú Safari World, giúp du khách tham quan có thể ngắm nhìn những con thú hung dữ như hổ, sư tử và gấu. Đặc biệt, du khách sẽ được xem chúng biểu diễn các tiết mục xiếc vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, đến với công viên Everland vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng thấy dòng người tấp nập và tham quan. Đến đây, ngoài việc dạo chơi giữa rừng hoa muôn màu hoặc đi cáp treo ngắm cảnh, tham quan vườn thú, du khách cũng có thể tham quan các trò chơi cảm giác mạnh ở khu vịnh Caribe hay đường cao tốc. Tất cả sẽ đọng lại trong du khách giữ kỷ niệm khó quên về một chuyến khám phá Hàn Quốc. Là người yêu thích văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, khi đến thăm quốc gia này, du khách đừng quên tham gia một lớp học làm kim chi truyền thống bằng cải thảo. Vì trong ẩm thực Hàn Quốc, kim chi đóng vai trò rất quan trọng như là món ăn tất yếu trên bàn ăn, giống như cơm vậy. Một trong những hoạt động được các du khách nước ngoài đến Hàn Quốc ưa chuộng nhất, không gì khác là trải nghiệm mặc thử hanbok. Dù là chiếc hanbok hoàng gia đặc trưng hay là chiếc hanbok có kiểu kết hợp thời thượng gần đây, thì cũng luôn có rất nhiều thiết kế đa dạng,
có sẵn cho bạn lựa chọn. Không chỉ có những bộ hanbok lộng lẫy dành cho nữ, mà đây còn có cả hanbok dành cho nam giới. Được CNN bình chọn là một trong những thành phố mua sắm tốt nhất thế giới, Seoul luôn hấp dẫn du khách mọi thời điểm trong năm bởi các khu trung tâm thương mại, những khu mua sắm sầm uất mở cửa đến thâu đêm cùng những con phố thời trang tràn ngập các mặt hàng với những xu hướng mới. Kết thúc chuyến đi tại Hàn Quốc, du khách đừng quên ghé thăm Myeongdong với các trung tâm thương mại hàng đầu và hơn 100 cửa hàng mỹ phẩm, quần áo san sát nhau cùng các con phố ẩm thực hoạt động về đêm. Đây được đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn đến Seoul. Du khách đến đây có thể tìm được cho mình những mặt hàng chất lượng quốc tế mà giá cả phải chăng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyến hành trình của Thảo My vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn mà Thảo My sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Quý vị hãy đón xem nhé. Những hình ảnh tuyệt đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đi và Đến tuần này. Thảo My xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.